Chào bạn nha bạn ơi, hiện nay ổi Đài Loan á, mà giống như bạn muốn mà có trái thì nó lại đang hết mùa. Thì mình có chút xíu mình sẽ quay bạn xem nha. Còn bây giờ đây là mình mới nhập về giống mới nè. Cây này nó tới 180 ngàn một cây lận. Nhưng mà nó là ổi ruột đỏ bạn nha. Ổi ruột đỏ giống mới nhất bây giờ, ổi ruột đỏ ha. Nè, trái đầy ở trên nè. Cây nào cái nấy đều xuất sắc à. Trái xong à. Trái không là trái bạn ha. Cây này thì nó nhỏ hơn cây kia, chậu nó nhỏ hơn. Giá nó nếu mà tiền ship thì khoảng chừng nó cũng nặng, nó nặng. Nói chung là nặng nên giao hàng nó tính theo thư ký đó bạn. Thì một chậu như vậy là tiền ship là 50 ngàn một chậu bạn nha. Nó tới thư ký đó bạn. Còn bên đây nè, ổi Đài Loan của mình bên đây nè. Ổi Đài Loan của mình bên đây thì đó, mình cây bên đây là những cây bên đây là nó có bông nè, bạn thấy không? Nè, đó nó có bông luôn, nó đang ra bông nè. Đó bạn thấy không? Nó đang ra bông thì chậu nó bự lắm, chậu nặng lắm. Cây bự mà có 150 cây thôi bạn nha. Được cái nó chưa có trái. Thì nó có bông là nó có trái bạn nha, nên yên tâm.